đang lên cặp một cái sim giao cho khách. Trời, hôm đó nay chắc anh lấy vốn mất tiêu rồi. Lấy 8 chiếc. Lên. Cặp một cái sim. Tính ra dạo này em ít quay cái lúc bò lên xe ghê á. Không có thời gian để quay luôn. Giờ quay có kẹp đâu. Thời gian đâu quay. Mà không quay lên người ta nói mình bán không được. Mà thời gian mà để chạy đi hết mà quay lên xe từ sáng giờ là rồi xong, tới công chuyện hết giờ luôn. Quý quá, giỏi rồi. Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với video tiếp theo của em. Thì hôm nay em đang đến đây để em ghi hình đang bán một cái đôi bò kem chữa. Đây một đôi bò Pháp chữa nha cô chú anh chị và các bạn. Hai con này là hai con Pháp tơ. Đó thì hiện đang nó đang mang thai và con bên đây đang trước mắt màn hình á là con này đang hiện mang thai 4 tháng. Còn con bên đây là hiện đang mang thai 5 tháng. Hai con Pháp này thì nó là bò tơ chữa nha. Đó đến khi mà cô chú anh chị và các bạn ta mua hai con bò này thì bà con cô bác chúng ta sẽ được những cái thông tin như sau. Thứ nhất là cô chú anh chị và các bạn sẽ được kiểm tra bò trước khi mà chúng ta thanh toán. Cái thứ hai là sau 3 ngày cô chú anh chị và các bạn chúng ta nhận bò thì chúng ta vui lòng khám nhờ bác sĩ thú y gần nhà thăm khám và thông báo cho em biết là bò này có chữa hay là không. Nếu như mà không có thai thì em sẽ nhận lại và hoàn tiền đầy đủ cho chúng chị bạn bạn. Còn nếu như mà có thai thì chúng ta vui vẻ ha. Đó, ai mà có nhu cầu mua thì bà con giới thiệu giùm em, ủng hộ giùm em ha. Đây hai con bò Pháp, kem Pháp tơ chữa nha. Sái tích thì nghiêm chỉnh. Đó, bò này thuộc về tơ chữa thì cô chú anh chị và bạn khỏi sợ gì vấn đề mà trục trặc sinh sản. Tại vì sao? Tại vì nó tơ mà, nó chưa có đẻ mà nên nó sẽ không có vấn đề trục trặc sinh sản ở đây. Còn những cái con bò mà đẻ rồi thì cô chú anh chị và các bạn chúng ta sợ nó đẻ ra rồi mà nó như thế nào người ta mới bán. Đó, thì cô chú anh chị và các bạn chúng ta khỏi sợ ha. Ở đây bò này thì em bán giùm cho khách hàng. Còn cô chú anh chị và các bạn chúng ta là chúng ta cảm thấy ưng thì chúng ta gọi cho em. Còn chúng ta cảm thấy cái giá mà nó không phù hợp thì chúng ta đợi dịp khác ha. Ở đây có hai con kem Pháp tơ chữa, mỗi một con có giá là 31 triệu nha. Chân móng đó thì hoàn thiện, không áp xe, không xuống rúng xuống ruột gì hết. Sái tích thì nghiêm chỉnh. Nè rúng nè. Đó, thì ở đây thì cô chú anh chị và các bạn chúng ta nhắm xem. Cảm thấy muốn mua thì cứ liên hệ với em. Số điện thoại thì em để trên màn hình nha. Chân móng sò. Cầm thì đứng thẳng. Nè. Tơ đang mang thai lứa đầu. Đó, dốc dáng thì nói chung thì nó dao động chiều cao là tầm khoảng từ 1m28-29 gì đó. Đó, nhưng mà nó được cái là nó đang mang thai. Thì giá chỉ có 31 triệu một con rồi cô chú anh chị và các bạn. Giá này không phải là mắc mà cũng không phải là rẻ nha. Nó vừa túi tiền với mình, vừa túi tiền với những cặp vợ chồng mà chúng ta mới ra riêng. Chúng ta có thể mua đôi bò này về. Thứ nhất là nó sẽ nhanh thu hồi vốn là tại vì nó đang mang thai. Còn cái thứ hai á thì cái giá nó lại là rẻ thôi, không phải là mắc. Dạ em nghe hả? Bò gì anh? Em bán hết trơn rồi anh ơi. À, điện qua nói ngày hôm qua thì em nói với anh là cái đó là ngày hôm qua. Nhưng mà em bán hồi tối rồi nha.
anh coi xong rồi anh phải điện liền. Dạ bây giờ hết rồi anh, rồi có khi nào anh canh lên sóng đó rồi cảm thấy ưng đôi nào thì anh điện cho em ha. À có cái vợ không còn em còn luôn luôn ha. Còn thì còn rồi đó, nhưng mà giờ em đâu có thời gian nữa, em dẫn anh đi coi, tại giờ em phải đi quay phim nữa. Ừ, có để coi hả, để có 2 tiếng cho nên là có quay phim có tập nào ngon rồi em điện cho anh liền. Dạ rồi, vậy nha anh. Anh nói cho bò, chừng bao nhiêu tháng được biết mấy thì nói anh trả qua luôn. Có mà, video nào em cũng có nói hết trơn á. Tại vì cặp bộ nhân thấy coi coi mà không có nói nhiều tháng á, thấy bút mấy triệu đó mà không không nói nhiều tháng rồi không biết. Rồi ok, dạ dạ. Coi đây em điện anh ha. Dạ dạ dạ. Đây cô chú anh chị và các bạn. Thì đôi bò kem Pháp ở đây thì hai con này là thuộc về tơ chữa nha. Chân móng, hình ảnh, đây là những cái hình ảnh cận cảnh để chúng ta có thể lựa chọn một con bò giống, thì cô chú anh chị và các bạn chúng ta coi cho kỹ và nắm bắt được cái thông tin mà em nêu trong cái video. Đó là những cái thông tin cần thiết để chúng ta có thể biết được đây là bò gì và hiện đang mang thai như thế nào. Đó, tình trạng của nó ra sao và cái chế độ khi mà giao đến thì bà con sẽ được những cái gì ha. Từ chân móng, hình ảnh cho tới sái tích. Đó thì em đều quay cận cảnh để cho bà con cô bác chúng ta có thể lựa chọn này. Bò đứng tấn đẹp ghê trời. Thánh thần đứng đàng hoàng lại cây bà. Anh ơi. Anh xả con dây con bò này ra ấy. Bò này nè. Bò này nè. Đây, tơ chữa nha, con này hiện đang mang thai 5 tháng nè. Con này hiện đang mang thai 5 tháng nè. Còn con bên đây hiện mang thai 4 tháng. Hai con bò này thì nó đang có giá là mỗi một con 31 triệu nha. Còn hai con bò này đang chữa 3B. Đó, cô chú anh chị và bạn nào cảm thấy ưng muốn mua thì cứ liên hệ với em. Đôi bò này đôi bò tơ chữa bao chữa nha. Con bên đây là bao chữa 4 tháng, con bên kia là bao chữa 5 tháng. Thì hai con bò này thì có giá là mỗi một con 31 triệu của chú anh chị và các bạn. Mà bà con cô bác nào mua, thứ nhất là bà con sẽ được kiểm tra bò trước khi thanh toán. Cái thứ hai là bà con 3 ngày sau á, mình nhờ bác sĩ thú y lại gần nhà thăm khám và báo trực tiếp coi bò này tình trạng của nó như thế nào, có mang thai hay không. Nếu không mang thai thì điện liền cho em, rồi em sẽ cho xe lại trở về và hoàn tiền đầy đủ cho cô chú anh chị và các bạn ha. Đây, đây là những cái hình ảnh gọi là cận cảnh. Rồi thì bây giờ em sẽ sử dụng thước như thường lệ và em đo thử chiều cao gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn cái hình ảnh coi chiều cao thật của nó là bao nhiêu. Đây này. Chiều cao của nó nha. Chiều cao tại phía sau xương khu của con bò này là 1m25. Con này cũng là 1m25. Thì đôi bò này thì hiện đang có giá là mỗi một con 31 triệu chú anh chị và các bạn. Bà con cô bác nào cảm thấy ưng muốn mua thì cứ liên hệ với em, số điện thoại em để trong hình ha. Đây chiều cao của nó nè. Em là 1m76 và đang đứng kế bên nó thì cũng chính chị các bạn có thể biết được chiều cao của nó ha. Rồi để tiếp nối cái video đăng bán ngày hôm nay thì em có đến đây để em ghi hình đăng bán dùm cho anh này một con Angus siêu cọp. Đây. Theo yêu cầu của một số cô chú anh chị và các bạn, chúng ta yêu cầu kiếm dùm cho anh chị cô chú một con Angus siêu cọp dao động tầm khoảng từ 6 đến 8 tháng thì hôm nay đã có rồi đây. Đây có một con Angus siêu cọp rất là đẹp luôn nha. Mình nhìn coi cái mỏ cày của nó với đó. Thường thường có chỗ người ta kêu đó là cái mỏ cày, còn có chỗ người ta kêu đó là cái lườn. Ha. À. Đây cô chú anh chị và các bạn ta coi nè, rất là đẹp nha. Đây là Angus siêu cọp nè, cái móng nó cũng lên cọp luôn nè. Đó, con này thì nó mới có 7 tháng mấy thôi, 7 tháng rưỡi tuổi.
nè, vàng rúng nè, là rúng chèn ha, dậu yếm thì lạch phạch luôn. Con này của chú anh chị và bạn chuẩn bị móc cái điện thoại ra trước đi. Móc cái điện thoại ra, chúng ta bấm số điện thoại em trước, em kêu giá là bấm liền nha. Chứ để là người ta gọi trước rồi mình gọi sau, mình mua không được thì nói là ủa sao anh gọi hoài mà anh mua không được con bò, mình coi vàng vú của nó nè. Con này chừng nữa nói tới cái độ mát sữa của nó thì thôi khỏi bàn rồi. Nó thì em đang đứng cái khuôn viên chuồng của anh này. Đến đây bán có mình nó nè. Mà đi hồi nãy giờ chắc cũng khoảng 4-5 cây số mới tới nó đó. Nói chung là nhà của anh này cũng ở xa, cách xa ở nhà của em à, rất là đẹp luôn. Đây con này chiều cao dao động khoảng 1m1 nha. Vàng vú vàng rúng dữ lắm. Nè, vàng vú vàng rúng khỏi chê chỗ nào luôn. Chân móng là móng sò nè. Đó, con này vàng dai cổ của nó nè. Nói chung là cấp mình của con này là quá tuyệt vời rồi. Mà có con này con cá là cái sái nó hơi chòm. Cô chú anh chị các bạn, mà bò lai này cô chú anh chị các bạn khỏi sợ. Nè, mình coi cái răng sái của nó nằm trên ngay chỗ này ha. Cái sái nó hơi chòm nhưng mà cô chú anh chị các bạn, mình nuôi bò lai mà quan trọng là cái vàng sữa của nó. Vàng sữa của nó với cái cấp mình của nó thôi ha. Mình coi lạt phạt không đó. Bây giờ bấm liền số điện thoại của em đi. Là bây giờ em xin báo giá của chú anh chị các bạn luôn. Con này là chiều cao của nó dao động khoảng thước mốt bò đó, 7 tháng rưỡi tuổi. Con này có giá là 20 triệu. Chân móng nè. Đó, con này là Angus siêu cọp nha. Con này 7 tháng rưỡi tuổi. Rất là đẹp luôn. Phùng dạo qua bự. Xương chậu rộng. Nó đẹp tới nỗi mà cái cậy đuôi nó còn đẹp mà. Mình nhìn thấy không? Cái cậy đuôi của nó chập bá luôn. Con bò này mình không mua là hơi bị tiếc đó nha. 20 triệu. Nói chung là tiền nào của nấy thôi. Con bò kem Pháp là con bò, nói chung là những cái con bò kia thì nó không có được chuộng bằng những con bò này rồi. Nhìn thấy cậy đuôi nó không? Thấy cậy đuôi thôi là em thấy đủ tiền rồi đó. 20 triệu là giá chốt của chú anh chị các bạn. Rồi, bây giờ mình đo thử chiều cao ha, rồi mình kết thúc. Bò này thì hoàn thiện, không áp xe, không xuống ruộng gì hết. Tiêm ngừa đầy đủ vaccine. Tiêm da nổi cục, lông mềm, lở móng thì đầy đủ hết trơn rồi. Cô chú anh chị các bạn chỉ việc mà nhấc máy lên và gọi ngay cho em thôi. Để ta có thể sở hữu con bò này. 20 triệu. Chiều cao 1m11 tại phía sau khu. Đây. Chiều cao 1m11 nó lì dữ lắm. Con bò này nó lì dữ lắm. Nó lì nó dạng coi nè. Đó. Rất là dạng luôn. Rồi thì bây giờ em xin kết thúc cái video đây. Hẹn gặp lại các chú anh chị và các bạn ở video kế tiếp. Nghe xin chào.